Please. Trời ơi, em mấy lần rồi. Tỉnh lại em à? Tỉnh lại em kiểu nhiều để mà nói mối tình tâm đắc nhất đấy. Mối tình tâm đắc. Mối tình mà anh tặng dây chuyền này. Đúng rồi, mối tình tâm đắc hơn 2 tháng. Nhưng mà để phải nuôi thì chắc là em nghĩ là chắc đang học ấy. Hoặc là đúng rồi, mình nếu mà mình thì mình sẽ ngại, nhưng mà hầu như kiểu là người ta khi yêu vào thì khác chị, nhưng mà yêu vào nó hơi kiểu vậy chị, được chuộng yêu vào nó hơi vậy đấy chị. Chú em mình chả chết cái gì luôn. Chú em về đấy, chú em đợt mẹ em vào nhà cho chú em mẹ em bảo là, mẹ em nói trêu bảo là ví dụ là chị làm nhà thì kiểu chú mày thích cái chị cái nhà thì cái em của cũng ở cái bà đấy, bà đẻ ra chú ấy là dì của mẹ em, thì cũng bảo là nó thì kiểu nó làm nó vẽ trong ngày là xong ấy, thì coi xong rồi em bảo là căn bà có tiền ở nhà hay không, kiểu nó trêu vậy chú ơi. Chú em làm văn phòng ở bên, làm chung văn phòng ở bên Hà Đông này. Chú bác, cô của em cũng đều là ở bên Hà Đông. Xong chú bảo là nào dành ra được chơi, khiếp ngại đã. Ông là gì đây? Ôi, ông bà em của ông ngoại em ấy, ở bên Gia Lâm kìa. Xong mấy ông bà cứ bảo là kiểu đợt đi đám cưới vừa rồi này, cứ bảo là đi vào nhà ông bà chơi. Mà đi học và nhờ ông bà chơi các thứ. Đến là ngại. Mà cái đợt em bắt đầu lên ấy, xong rồi là mấy bá với anh chị cứ bảo là hay là sang nhà bà Bích ở đi, mà nhà bà cũng để cho thuê ấy. Thì sang đấy mà ở, nhưng mà từ Gia Lâm sang bên này nó xa. Mẹ ơi, sao của em
chưa được. Ở lớp có một thằng có tình em nhưng mà wow. Nhưng mà em không lấy. Nếu mày cố lâu ngại thế thì lúc sau mình chia tay thì chẳng biết nào gặp mặt nhau rồi gì. Cái đợt đầu tháng năm ấy đấy là ở trong trường em có biết một anh, thì không phải là tình cờ thôi, xong kiểu là tự nhiên không phải là nói chung là một câu chuyện rất là tình cờ ngẫu nhiên, xong tự nhiên hôm sau anh đến lại mới nữ em. Sao không phải là những cái gì?
quá nhiều, chỉ thả tim với tự như ấy vậy thôi, nhưng mà nên là chị kiểu ví dụ không nhắn tin những cái gì à, nhưng mà đợt trước có cái đợt đấy là tự nhiên kiểu ép Zalo em xong rồi là hỏi link Facebook em nhá, có nhắn tin qua Zalo xong rồi sau đấy là chị từ từ hãm nhất là lúc mà nó có đăng tin là chưa có người yêu cần cái này đến hốt, sau đó mình nói xong là nó từ chối, sau là đến một thời gian sau nhất là người này bạn của nó đăng một cái tin là bây giờ mà có ai tỏ tình là thất yêu luôn. Và trong khi đấy thằng đấy ừ đẹp trai thật, đẹp trai có đẹp trai kiểu em ý là như kiểu em người ta thả tin story của em xong rồi nhưng mà em lại không
trông nó bỏ em xỉ. Yeah. Thank you.
leo núi. Thank you.
Lại
Cái ngọn
kiểu ong nó lấy mật nhưng ong lấy mật đó. Sư phạm Nga bây giờ đang chuyển từ 7 chấm sang 7.5. Được có một điểm này. Một cái đùa treo chị lâu quá. Chết. Ôi, quay lại cái sao.
ba con đuổi cho chị. Thầy cô năm nay chị không đi.
Tại vì hôm nay kiểu chị thấy ghét lớp của chị quá. Thôi thôi thôi, em thấy chị up story up ảnh rồi. Thôi thôi thôi, thấy up ảnh kia thôi cao lắm rồi. Kiểu như kiểu anh đấy thật thì em sao ấy chứ em hợp tuổi nữa, nhưng mà em kiểu em xem mấy cái ấy nó kiểu đúng là nó hợp, xong nó cần là khuyên nhẹ, nó cứ khuyên là cái tuổi này nên yêu nhau đi đấy. Một ngày nào đó anh đấy đăng ảnh với người yêu sao em buồn chắc ngất ngất đấy, buồn đến sợ khóc hết nước mắt buồn. Thank you.
mai gần. Ngày nay và ngày mai. Nếu mà anh có thì anh sẽ không ngồi đây mà chơi game đâu chị ạ. Tầm này anh sẽ đi hẹn hò rồi. Biết đâu được. Một chàng trai cao lăng đúng không? À không phải, đây là người ta gọi là đào hoa. Chắc bòi đúng không? Tết anh đi mua hoa đào. Không, người ta gọi hoa đào. Người ta gọi anh là chắc bòi. Đừng đừng có làm đau lòng một con gái. À đúng rồi, mà sao anh toàn nghe nhạc lofi? Lofi chill. Chill chill. Nhạc chill chill. Lửng lơ, đã đau lòng mấy cái chuyện. Ừ, bài lửng lơ hay mà. Chị toàn nghe dô mít lửng lơ ấy. Ở nhà chị hay nghe dô mít lắm. Bài đấy là bài cưới đi thì phải. Cưới đi á. Chưa từng mang thì là bài đó vừa hát xong. Không, cái bài chị vừa đấy chị bảo đấy là bài khác. Trang ơi Trang, giờ chị tự tử từ trên này xuống em có tin được chị chết không? Chết tòi luôn. Con này không biết là tại vì nhảy xuống nước. Thử nhá. Xuống hoàng hôn
xem mấy lắm rồi anh. Anh mày hôm thằng bạn em nó đăng story kiểu ăn mì tôm ở trên núi, xong em bảo là không biết là này nó kiểu không này, không biết là đi chơi đâu. Xong về sau mà cái đoạn mà tà xuống đám lên ấy, lúc đó em mới biết nó đi ăn tận đi tà xuống ăn mì. Anh mở nhạc to quá mình nói đấy. Em mở cho anh nghe đi không? Em.